Bệnh viện Quốc tế Thành Đô là bệnh viện đầu tiên được xây dựng trong khu y tế quốc tế kỹ thuật cao. Đây là một trong những bệnh viện tư lớn nhất theo tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh với 320 giường bệnh. Ngoài ra, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô được điều hành bởi tập đoàn Parkway Health, tập đoàn quản lý điều hành hàng đầu châu Á trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được điều hành và hoạt động theo tiêu chuẩn của Parkway Health. Với công nghệ y tế mới nhất, trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô sẽ mang lại sự trải nghiệm chất lượng hàng đầu trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân toàn diện cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bệnh viện tọa lạc tại vị trí chiến lược ở quận Bình Tân, nơi giao nhau giữa quốc lộ 1A và đại lộ Đông Tây, tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp bệnh nhân từ các khu vực phía Bắc, Nam, Tây và Đông thành phố Hồ Chí Minh đến sử dụng dịch vụ y tế của Bệnh viện Quốc tế Thành Đô. Ngày 5 tháng 1 năm 2014, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Bệnh viện được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại với 1.130 danh mục kỹ thuật chuyên môn thuộc các chuyên khoa như sản phụ khoa, nhi khoa, phẫu thuật, tim mạch, phẫu thuật chỉnh hình, tai mũi họng, nhãn khoa, tiết niệu, thần kinh, ung thư, tiêu hóa gan mật, nội khoa. Chúng tôi tự tin khẳng định rằng Bệnh viện Quốc tế Thành Đô sở hữu một đội ngũ hùng hậu các bác sĩ chuyên gia trình độ cao. Chế độ tuyển dụng bác sĩ của bệnh viện đòi hỏi một quy trình nghiêm ngặt với các yêu cầu khắt khe từ trường học, quá trình đào tạo, lĩnh vực chuyên môn đến tay nghề, nơi công tác và thâm niên công tác. Hầu hết bác sĩ của chúng tôi đều trải qua ít nhất 10 năm kinh nghiệm chuyên khoa, là bác sĩ đầu ngành được làm việc và tham dự chương trình nâng cao tay nghề tại những viện y tế có uy tín cả trong lẫn ngoài nước. Chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá nhất, phải được rèn luyện nâng cao tay nghề liên tục để tạo nên sự nhất quán trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế đến người dân. Bệnh viện Quốc tế Thành Đô được trang bị đầy đủ các công nghệ y tế tối tân nhất có trên thị trường hiện nay. Khoa chẩn đoán hình ảnh của chúng tôi được trang bị hệ thống X-ray, siêu âm, chụp nhũ ảnh, đo độ loãng xương, máy chụp hình quang, đặc biệt là hệ thống chụp CT 128 lớp cắt và máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla. Ngoài ra, phòng chẩn đoán xét nghiệm cũng được trang bị toàn diện để có thể đưa ra những kết quả nhanh chóng, chính xác nhất nhằm phục vụ cho phòng khám sức khỏe tổng quát và các khoa lâm sàng tại bệnh viện. Bệnh viện Quốc tế Thành Đô là bệnh viện đa khoa quốc tế mới nhất được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi là bệnh viện tiên tiến nhất với hệ thống máy móc hiện đại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều làm chúng tôi thật sự khác biệt so với những bệnh viện quốc tế khác ở thành phố Hồ Chí Minh chính là ở cách chúng tôi thực hiện và theo đuổi giá trị cốt lõi, sẵn sàng vì bệnh dân của mình. Vậy ý nghĩa của sẵn sàng vì bệnh dân là gì? Đó là điều kiện tiên quyết bao trùm tất cả những gì chúng tôi làm. Chúng tôi bắt đầu xây dựng lên bệnh viện này, cách chúng tôi vận hành cũng như cách phục vụ bệnh dân tận tâm chu đáo của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng viên nhằm đảm bảo rằng bệnh dân có được kết quả khám chữa bệnh tốt nhất và thụ hưởng dịch vụ tốt nhất có thể được với Bệnh viện Quốc tế Thành Đô. Một điểm khác biệt quan trọng nữa là tại bệnh viện chúng tôi có sự liên kết với tập đoàn Parkway Health. Bệnh viện Quốc tế Thành Đô được quản lý và điều hành bởi tập đoàn Parkway Health đến từ Singapore. Điều đó có nghĩa là tiêu chuẩn hoạt động của bệnh viện chúng tôi được đồng bộ hóa với các bệnh viện khác thuộc tập đoàn Parkway Health, bao gồm những bệnh viện nổi tiếng như Bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore, Bệnh viện Gleneagles ở Singapore và Malaysia, cũng như tập đoàn Bệnh viện Pantai của chúng tôi ở Malaysia. Với sự liên kết với các bệnh viện khác cùng tập đoàn, cho phép chúng tôi trao đổi thông tin cũng như cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc sức khỏe đồng bộ cho những bệnh nhân từng khám và chữa bệnh tại Singapore sau khi họ trở về Việt Nam. Sự liên kết này đồng thời còn giúp cho bệnh nhân có điều kiện đến Bệnh viện Quốc tế Thành Đô nhằm trải nghiệm những dịch vụ tiện ích cũng như những dịch vụ y tế tiêu chuẩn ngang hàng với các bệnh viện liên kết khác trong hệ thống của chúng tôi. Sự liên thông với các bệnh viện ở Singapore và Malaysia còn tạo điều kiện cho bệnh nhân sử dụng Bệnh viện Quốc tế Thành Đô như là một bước trung chuyển trước khi sang Singapore và Malaysia để điều trị. Hiện đang công tác tại Bệnh viện Quốc tế Thành Đô này thì thấy là mình đang làm ở một cái môi trường nó khác hẳn, nó rất là tốt.
Về phía của các cái công nhân viên làm việc ở trong bệnh viện thì ngoài một cái môi trường rất là hoàn hảo để có thể làm việc, thì cái không khí mà làm việc, cái cách tiếp cận, tiếp xúc với nhau lẫn cách làm việc nó rất là tập thể, nó rất là thoải mái, và tất cả là để làm cho cái vấn đề chuyên môn và phục vụ bệnh nhân là tốt nhất. Còn đối với về phía bác sĩ thì ngoài cái điều kiện làm việc nó rất là tốt như thế này, tốt không phải chỉ là vấn đề cơ sở hạ tầng, tốt không phải chỉ vấn đề là trang thiết bị cơ sở vật chất, ở đây người ta đã được trang bị rất là đầy đủ, rất là hiện đại, rất là tốt, nhằm phục vụ cho cái công tác chẩn đoán, khám bệnh cũng như là điều trị cho bệnh nhân, mà nó còn tốt ở chỗ là cái quy cái chế làm việc, cái cách làm việc. Sạch sẽ và sang trọng của nơi đây, và có rất nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm, cho nên mình không cảm thấy phải mệt mỏi khi chờ đợi. Phong cách làm việc của đội ngũ bác sĩ và nhân viên ở đây rất là nhiệt tình, chu đáo, tôi rất hài lòng về điều đó.